Em và kỹ sư Hiếu vừa rồi đã setup xong xuôi bộ dàn DX2 cho nhánh Long. Dàn rất đẹp rồi nhé, cách cực kỳ sang trọng, đặt đưa loan này vào rất là hợp màu. Đúng không? Xin chào các bác nhé. Và hôm nay buổi chiều muộn, chúng em lại tiếp tục lên đường đi lắp một bộ dàn combo rất là VIP cho anh Long ở Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. Đi cùng em trong buổi chiều ngày hôm nay là kỹ sư Hiếu, cùng setup với em trong bộ dàn cầu kê ngày hôm nay. Vừa rồi thì anh Long đã đến tận nơi 107 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, anh nghe thử và trải nghiệm những bộ dàn combo sử dụng là đưa lan DX2 cộng đưa lan lời, cộng quả trầm, rồi đẩy nền vang, mic, nâng tiếng v.v. Thành một bộ dàn đồng bộ. Và vừa rồi thì anh đã cảm nhận âm thanh rất tuyệt vời. Và bây giờ thì anh em chúng em mới sắp xếp được thời gian để đi lắp cho anh Long. Và rất là cảm ơn anh Long đã yêu mến và ủng hộ chúng em cái bộ dàn combo ngày hôm nay. Thì hôm nay là rất là bận, vì ngoài những cái bộ dàn combo thì đóng hàng gửi đi cho các bác, rồi chuẩn bị những bộ mà đi cho anh em kỹ thuật đi lắp ở các tỉnh vẫn hoạt động rất là hết công suất thì mới phục vụ các bác và anh em kịp. Rất là cảm ơn các bác, nên là chiều muộn thì anh em chúng em mới rảnh rỗi thêm một tí để đi lắp được cho anh Long. Và ngay sau đây thì xin mời các bác và anh em cùng theo chân anh em chúng em đi lắp bộ dàn combo ngày hôm nay để xem được bộ này vào nhà anh Long thì sẽ chất lượng âm thanh nó sẽ như nào và hình thức nó có xứng đáng với tầm tiền hay không các bác nhé. Xin mời chúng ta cùng lên đường. Anh em chúng em đang có mặt tại nhà anh Long, một không gian rất là đẹp, ngay căn góc rất đẹp luôn. Anh có bể cá coi rất đẹp đúng không? Nhà đẹp quá, Hiếu gọi thang chưa? Đấy giời, không khai, không gian rất là sướng các bác nhá. Ui giời, cá coi. To chưa? Không gian này để đôi loài rất đẹp. Không có bật hết lên cho sáng. Nhiều quá, nhiều điện quá. Là chị nhiều đồ nội gỗ bằng màu nâu như thế nào, đặt đôi loan này nó sẽ hợp hơn. Dạ, anh Long chọn đấy, chính tay anh Long chọn. Dạ, chính chồng đi chọn cho vợ ấy. Đây ạ, cô sẽ xin chuyển tivi, bật cái tivi lên. Đây, nguyên dàn này. Đấy. Okay. Cho mượn được khiển tivi. Đẹp đấy chứ, đúng không? Vừa cân đối nhỉ? Cân cùng với lại cả thẩm mỹ, cả cái màu sắc rồi cả. Con trai hát bài gì? Đó. Em mở loa trầm lên. Cùng nhau em.
Còn cái này to nhỏ nhỉ? Cái to nhỏ thì nó tất cả có loa đúng không? Nhưng mà mình nên để hài hòa thôi. Nhiều khi là vừa rồi để to nhỏ quá, ăn mất cái tính của TV. Cảm giác ăn nó bị nặng là do cái nhạc bèo. Alo. Nếu còn lại là khi mà mình dùng thì tắt một cái cái để trên túi áo cái màu ấy. Có một cái màu xanh là uống giúp ăn nhá. Chào các bác nhá, anh em chúng em thì em và kỹ sư Hiếu vừa rồi đã setup xong xuôi bộ dàn DX2 cho nhà anh Long, không gian phòng khách rất là đẹp. Cả cái hệ thống đẩy với lại trầm đấy đó. Và rất đẹp thôi nhé, một cách cực kỳ sang trọng, đặt đưa loa này vào rất là hợp màu, rất hợp màu. Đấy, cho các bạn cùng quan sát một cái không gian cực kỳ sang trọng luôn này. Đó. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.